Kính thưa cộng đoàn, giờ đây là nghi thức ban bí tích thêm sức. Nghi thức này gồm 3 phần. Phần thứ nhất, từ bỏ tội lỗi, tuyên xưng đức tin. Phần thứ hai, đặt tay xin ơn Chúa Thánh Thần. Phần thứ ba, sức dầu thánh. Mở đầu là phần từ bỏ tội lỗi và tuyên xưng đức tin. Trước khi lãnh nhận bí tích thêm sức, Hội Thánh muốn người lãnh nhận lặp lại lời tuyên hứa khi chịu phép rửa tội, để mỗi người ý thức mối tương quan giữa bí tích rửa tội, thêm sức và thánh thể. Phép rửa tội làm cho ta trở nên công dân nước Chúa. Phép thêm sức làm cho ta trở nên chứng nhân nước trời. Cả hai bí tích là hai giai đoạn liền nhau và dẫn ta vào đời sống của Hội Thánh để tham dự bí tích thánh thể. Giờ đây, Đức Giám Mục sẽ thẩm vấn các ứng viên. Xin mời cộng đoàn đứng. Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến, giờ đây, trước khi con cái anh chị em lãnh nhận Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy nhớ đến đức tin mà chính chúng ta hoặc cha mẹ và những người đỡ đầu đã tuyên xưng cùng với Hội Thánh trong ngày chúng ta lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Vậy tôi hỏi anh chị em, cha hỏi chúng con: các con và anh chị em có từ bỏ ma quỷ, mọi việc và mọi quyến rũ của ma quỷ không? Các con và anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất không? Các con và anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Các con và anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, đấng ban sự sống, đấng mà hôm nay nhờ bí tích thêm sức, con cái của anh chị em sẽ được lãnh nhận một cách đặc biệt như các thánh tông đồ xưa trong ngày người hiện xuống không? Các con và anh chị em có tin Hội Thánh Công Giáo, tin các thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãy hành diện tuyên xưng niềm tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tiếp theo là nghi thức đặt tay. Cử chỉ Đức Giám Mục đặt tay trên các em lãnh nhận bí tích thêm sức và cầu khẩn Thiên Chúa thể hiện việc chuyển ban truyền tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên những người lãnh nhận, giúp các em gắn bó hơn với Chúa Kitô và Hội Thánh của Người. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng đoái thương ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên những người con của Chúa đây, là những kẻ đã được tái sinh vào sự sống vĩnh cửu trong bí tích thánh tẩy, để Chúa Thánh Thần dùng ân huệ dồi dào của Người làm cho họ nên vững mạnh và sức dầu làm cho họ nên giống Chúa Kitô còn Thiên Chúa. Xin mời các em lãnh nhận bí tích thêm sức cúi đầu. Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh những người con của Chúa đây bởi nước và Thánh Thần, khi giải thoát họ khỏi tội lỗi. Giờ đây lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần đấng bảo trợ đến trong những người này. Xin ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban tràn đầy thần trí làm cho họ biết kính sợ Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Sau đây là phần thứ ba, sức dầu thánh. Mời cộng đoàn ngồi, các em lãnh nhận bí tích tiến lên. Đây là nghi thức chính yếu của bí tích thêm sức. Đức Giám Mục, người kế vị các thánh tông đồ, ghi ấn tín Chúa Thánh Thần trên các em qua việc sức dầu thánh hình thánh giá trên trán và đọc lời ban bí tích thêm sức. Việc Đức Giám Mục sức dầu hình thánh giá trên trán các em, dấu thánh giá là dấu Chúa Kitô, người mang dấu ấy phải hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô mà chấp nhận hy sinh, từ bỏ mình để chiến thắng các đam mê tội lỗi
và can đảm làm chứng về Chúa bằng chính cuộc sống của mình. Thank you.
ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con êm mãi tuyệt vời. Mấy cùng đàn tơ tấu lên chiều mến, khung ca buồn đời con thơm ngát hơn trời. Tình yêu cao quý khôn lường, Chúa dẫn dìu con đi qua tháng năm trường, dẫn chia buồn vui, quý an phù du. Dẫu con là tội tớ tay trắng khôn cùng, xin cho đời con như cây sáo của Ngài. Chúa gieo vào dài khung thanh khiết muôn đời, Chúa cho đầy vơi mát tươi cuốn sâu. Khi tay Ngài